Màn tài đấu giữa Juventus và Porto đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn kéo dài 120 phút. Nhưng trong một cuộc đấu loại trực tiếp, chiến thắng chung cuộc sẽ chỉ dành cho một phía. Và hôm nay, những người xứng đáng hơn đã đi tiếp, còn kẻ bị loại tiếp tục rơi vào mê cung của thất bại ở Champions League trong thế kỷ mới. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục bình luận sau trận đấu quen thuộc của bóng đá 24h.vn và trên đường pitch nhé. Sau khi đã thua 1-2 ở trận lượt đi trên đất Bồ Đào Nha, Juventus đương nhiên phải bước vào trận lượt về với tâm lý tấn công. Họ đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và ngay phút thứ 3, thủ thành Mancini đã phải may người cứu thua ngoạn mục cho Porto trước cú đánh đầu uy lực của tiền đạo Alvaro Morata trong vòng cấm sau pha tạt bóng cong veo đến từ Juan Cruzado bên cánh phải. Nhưng cũng chỉ vài phút sau, các vị khách Porto đã đáp lễ với pha đánh đầu dội xa ngang của trung phong người Iran Mehdi Taremi. Ở quãng thời gian sau đó, thật bất ngờ là đội bóng đến từ bán đảo Iberia mới là người chơi hay hơn với các pha phản công tốc độ. Phút 20, biến cố đầu tiên của trận đấu đã diễn ra và nó không khác mấy so với sai lầm của Juventus ở trận lượt đi. Trung vệ Mery Demiral phạm lỗi quá vụng về với Mehdi Taremi trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, tiền vệ trung tâm Sergio Oliveira đã đánh lừa thủ thành Chesney, ghi bàn mở tỷ số cho Porto. Nhận bàn thua theo cách cũ, Juventus không còn gì để mất và buộc phải dồn lên hơn nữa nhằm tìm ra các phương án xuyên phá hàng thủ đối phương. Trong tình cảnh này, Alvaro Morata là người sở hữu một vài cơ hội đáng chú ý, song những pha dứt điểm của anh lại thiếu đi độ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Manchester. Cuối cùng, hiệp thi đấu thứ nhất khép lại với tỷ số 1-0 cùng rất nhiều ấn tượng xấu mà đội chủ nhà để lại với các đường truyền hỏng ở khu vực giữa sân. Sau giờ nghỉ giải lao, Juventus sốc lại tinh thần và tấn công ồ ạt hơn. Thành quả cũng đến với họ ở ngay phút 49, đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ hòa sau tình huống đặt lòng đẹp mắt bằng chân phải của sao trẻ Federico Chiesa trong vòng cấm. Người kiến tạo cho anh là siêu sao Cristiano Ronaldo với pha nhả bóng ra rất hợp lý. Chỉ 5 phút sau, Juventus bất ngờ có lợi thế về quân số khi tiền đạo Mehdi Taremi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân vì cố tình đá bóng đi sau khi trọng tài đã cắt còi ở tình huống trước đó. Trời hơn người, các học trò của huấn luyện viên Andrea Pirlo bóc nghẹt đối phương với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn gấp đôi, để rồi họ đã tìm được bàn vượt lên dẫn trước ở phút 69. Lần này, người lập công vẫn là tiền vệ Federico Chiesa với pha đánh đầu không thể cản phá trong vòng cấm. Trong quãng thời gian còn lại, Juve sở hữu thêm không ít cơ hội ăn bàn nhưng không thể chuyển hóa thành công. Đáng tiếc nhất chắc chắn phải kể đến cú sửa lòng chân trái của Juan Cruzado trong vòng cấm ở phút bù giờ cuối cùng đưa bóng dội xà ngang của Porto. Kết quả 2-1 nghiêng về chủ nhà ở thời gian thi đấu chính thức đã buộc Juventus và Porto phải bước vào hiệp phụ. Từ đây, kịch tính trận đấu mới bắt đầu được đẩy lên đỉnh điểm. Phút 115, Porto bất ngờ gỡ hòa 2-2 sau tình huống sút phạt hàng rào khôn ngoan của tiền vệ Sergio Oliveira. Bóng đi chìm, xuyên qua hàng rào của Juve khiến cho Chesney hoàn toàn bó tay và gợi nhớ đến cú đá của chính đồng hương Ronaldo vào lưới Bayern Munich ở bán kết lượt về Champions League 2014. Thế nhưng chỉ 2 phút sau, tiền vệ Adrian Rabiot đoạt cao đánh đầu giúp cho Juventus tái lập thế dẫn bàn. Lúc này tổng tỷ số sau hai lượt trận đã là 4-4 và nếu xét đến lượt bàn thắng sân khách, đội bóng thành Turin đang ở thế cùng quẫn. Cuối cùng, họ không thể ghi bàn trong vài phút còn lại và đành chấp nhận rời Champions League một cách xứng đáng. Sau trận đấu, cả hai vị huấn luyện viên đều có những phát biểu trên truyền thông. Pirlo tỏ ra buồn nhưng không tin mình sẽ bị sa thải. Tôi không biết tại sao tôi lại phải ra đi, tôi là huấn luyện viên trưởng của Juventus, tôi đã được đưa vào chiếc ghế trống để có một cách tiếp cận phong phú hơn, một dự án luôn có ý định phát triển trong vài năm, vì vậy tôi không lo ngại, tôi không hài lòng khi phải làm việc trọn một tuần vì tôi muốn ở lại Champions League nhiều hơn. Bây giờ chúng tôi đang ở trong tình huống này, chúng tôi có thể làm việc trên nhiều khía cạnh khác nhau trong luyện tập, điều mà toàn đội chưa có thời gian để làm cho đến nay và cố gắng cải thiện. Khi mắc đến 4 lỗi lớn qua 2 lượt trận ở vòng 16 đội Champions League, bạn có thể bị loại. Chúng tôi đã không thể để mọi thứ quá sai khi Porto chỉ còn với 10 người. Vì tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng dàn trải bằng cách di chuyển bóng sang hai bên và bọc kín vòng cấm. Đó là cách các bàn thắng đến. Trong khi đó, huấn luyện viên Sergio Conceição bên phía Porto chia sẻ, chúng tôi hoạt động hết sức, quan sát tối đa đối phương và kết liễu họ. Rất ít cơ hội xuất hiện ở Champions League và hôm nay toàn đội đã làm được khi đóng băng không chỉ Cristiano Ronaldo mà còn là tất cả bọn họ. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận, Sergio Oliveira chắc chắn là người xứng đáng nhất với cú đúp tiễn Juventus về với đất. Ngôi sao sinh năm 92, bắt đầu chơi cho Porto từ năm 2009, nhưng mãi cho đến những ngày này thì anh mới hoàn toàn được đội chủ sân Dragao công nhận sau rất nhiều năm bị đem đi cho mượn trước đó. Đánh giá tổng quan về trận đấu này, chúng tôi tin rằng Porto xứng đáng có được tấm vé đi tiếp sau những nỗ lực phi thường mà họ thể hiện trong tình thế mất người.
nhưng kể cả như thế, họ vẫn không phòng ngự bị động mà thỉnh thoảng vẫn uy hiếp được khung thành của Szczesny. Đối với Juventus, họ xứng đáng phải nhận thất bại bé bảng này vì thứ bóng đá lỗi thời. Còn nếu nói riêng về siêu sao Ronaldo, ngoài đường kiến tạo cho Chiesa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ra, những pha chạm bóng của CR7 trong trận này đều không ở mức kỳ vọng. Anh thường xuyên mất thăng bằng và nếu có thể dứt điểm thì gần như đều tệ hại. Suốt 120 phút, Ronaldo chỉ dứt điểm trúng khung thành Porto 2 lần và còn mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Thật buồn cho một siêu tiền đạo từng làm mưa làm gió ở Champions League trong suốt cả chục năm trước đó.